Sức mạnh tinh thần thành công, giữ đúng cương vị, vô tư cống hiến, trung thực phấn đấu, tin tưởng điều tốt, lòng mang thiện niệm, tất cả thay đổi. CVI. Người hiện đại đang sống trong nhịp sống hối hả và áp lực công việc, vẫn luôn thiêu đốt sinh mạng, hy sinh sức khỏe để đổi lấy chất lượng cuộc sống tốt hơn. Do đó, phải suốt ngày mưu cầu phú quý, bận rộn chạy đua, cùng lúc đạt được danh lợi và tiền tài. Sức khỏe từ lâu đã âm thầm báo động đỏ. Do những năm gần đây, các ngành công nghệ sinh học như di truyền học, sinh vật phân tử, y học dinh dưỡng, giải mã AMD phát triển nhanh chóng. Cùng với quan niệm sức khỏe dự phòng, phòng bệnh hơn chữa bệnh đang thịnh hành. Y học dự phòng đối lập với y học truyền thống dần dần trở thành một dòng y học sáng chói khác. Hơn nữa là ngành công nghiệp có cơ hội kiếm được nghìn tỷ của thế kỷ 21. Công ty trách nhiệm hữu hạn CVI Linh, thành lập vào năm 2012, vẫn luôn giữ vững tín niệm tích lũy tài sản của bạn bằng sức khỏe làm sứ mệnh, cam kết không ngừng sáng tạo, tiếp tục nghiên cứu và tìm tòi ra những sản phẩm chất lượng cao và hiệu quả cao, bắt tay mở rộng lợi ích cho người tiêu dùng và hội viên từ nhiều phương diện. CVI Linh từ khi sáng lập đến nay đã thực hiện sách lược mạng lưới bán hàng và vận dụng phương thức bội tăng lực lượng mạng lưới tổ chức. Trong thời gian ngắn đã có được biểu hiện kiệt xuất trên thị trường. Đến nay, tầng lớp lãnh đạo sáng suốt của công ty đã dẫn dắt thành công, đồng thời sinh ra mạng lưới tổ chức hơn 10.000 người phân bố ở khắp các bang Malaysia, hết lòng tạo dựng mục tiêu tạo ra xã hội mỗi người đều có thể cùng lúc có được tài sản và sức khỏe, đồng tâm hợp lực mở rộng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất của công ty. CVI dùng viên đan dao thai hưu Lucenta làm sản phẩm chính yếu, dùng sự quan tâm đến sức khỏe con người và chất lượng cuộc sống làm nguồn động lực, cam kết sẽ phát tán hạt giống sức khỏe ra toàn thế giới. Viên đan dao thai hưu Lucenta là liệu pháp tế bào sống dùng công nghệ y học tế bào gốc tinh vi nhất quốc tế và giao thai của giống hưu khỏe mạnh thuần chủng New Zealand kết hợp tạo thành. Lucenta khiến tuổi tác chỉ là một chữ số. Như hôm nay, CVI đã trở thành công ty bán hàng trực tiếp, trụ sở tại Malaysia, có sức cạnh tranh trên thị trường. Với thành tích xuất sắc, đã thành công tiến quân vào thị trường Singapore, Indonesia, Việt Nam và Đài Loan, đồng thời dần dần phóng tầm nhìn hướng tới thị trường quốc tế hải ngoại khác. Thành tích vào thời điểm này của chúng tôi chỉ là một sự khởi đầu. Chúng tôi dự tính trong 5 năm tới sẽ mở rộng trở thành thương hiệu nổi tiếng quốc tế, xây dựng nền tảng sự nghiệp doanh số 100 triệu, chia sẻ càng nhiều tri thức về sức khỏe và tài sản để càng nhiều người tiêu dùng nhận được ưu đãi từ sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi từng tâm lựa chọn. Không những có lợi cho sức khỏe của mọi người mà còn xây dựng nền tảng quản lý tài sản hoàn chỉnh nhất cho mọi người. Xây dựng tài sản sức khỏe, khởi động cuộc sống tự do.